quay ngược thời gian về với lịch sử xa xưa, những bậc anh hùng cái thế làm nên việc lớn lưu danh thiên hạ, thì sau lưng họ thường là bóng dáng của một người vợ đức hạnh tài trí, chứ không phải nhan sắc. Thậm chí nhan sắc còn rất tầm thường, có thể nói là ma chê quỷ hờn. Họ tin rằng chỉ có người phụ nữ với phẩm đức hiền thục mới có thể tề gia dạy dỗ tốt con cái. Câu chuyện dưới đây có thể sẽ khiến chúng ta suy ngẫm. Quốc vương hỏi Tuyển hoàng hậu, lời nói thật lòng và dối trá cách nhau bao xa. Xưa kia có một vị quốc vương trẻ tuổi, vì muốn tìm một người vợ hiền đức nên đã thông qua một kỳ thi để tuyển hoàng hậu. Đến ngày thi, rất nhiều thiên kim tiểu thư xinh đẹp, con của các vị đại thần tài chủ đều đến tham dự, trong đó có một cô nương nông thôn cũng đến ứng thí. Câu hỏi thứ nhất mà quốc vương đưa ra là: nơi mặt trời mọc và nơi mặt trời lặn cách nhau bao xa? Vừa bắt đầu cuộc thi, câu hỏi đầu tiên của quốc vương thực sự khiến các thiên kim tiểu thư vô cùng bối rối. Ai có thể đủ tài cán để đo được khoảng cách ấy đây? Chỉ có cô nương nông thôn kia bình tĩnh trả lời: thưa quốc vương, khoảng cách vừa vặn đúng bằng một ngày. Quốc vương nghe xong liền khen ngợi: trả lời thật là hay, trả lời thật là hay. Câu hỏi thứ hai của quốc vương là: giữa trời và đất cách nhau bao xa? Tiểu thư con gái một vị đại thần nhanh nhậu đáp: có câu là cửu vạn lý trường thiên, thiếp nghĩ giữa trời và đất cách nhau 9 vạn dặm. Tiểu thư, con một vị tài chủ tiếp lời: đường tăng đi lấy kinh qua 10 vạn 8 nghìn dặm, thiếp nghĩ đây là khoảng cách giữa trời và đất. Tuy nhiên, quốc vương đều lắc đầu. Lúc đó, cô nương nông gia mới bình tĩnh trả lời: thưa quốc vương, dân nữ cho rằng khoảng cách giữa trời và đất vừa vặn là khoảng cách giữa một ánh mắt nhìn lên và nhìn xuống. Quốc vương vỗ tay, trả lời thật đúng. Các thiên kim tiểu thư thấy cô nương nông thôn kia lại trả lời đúng thì càng thêm lo lắng. Đến câu hỏi thứ ba của quốc vương lại càng khiến các cô nương và mọi người bối rối hơn. Ngài hỏi: giữa lời nói thật và lời nói dối cách nhau bao xa? Giữa lời nói thật và lời nói dối còn có khoảng cách sao? Ai có thể trả lời được câu hỏi này kia chứ? Lúc ấy, chỉ có cô nương nông gia kia không một chút do dự trả lời: thưa quốc vương, khoảng cách ấy đúng bằng khoảng cách giữa hai tai. Nếu chỉ dùng một tai mà nghe lời nói từ một phía thì thường sẽ nghe được lời nói không thật. Nhưng nếu dùng cả hai tai lắng nghe các ý kiến khác nhau mới có thể nghe được lời nói thật. Câu trả lời của cô nương nông thôn quả thật bao hàm rất nhiều đạo lý trong đó. Làm người không nên chỉ vì cảm tình mà nghe từ một phía, sau đó vội vàng phán xét đưa ra kết luận về một ai đó hay một sự vật nào đó, rất có thể sẽ khiến chúng ta phán đoán sai lầm. Đặc biệt, với bậc quân vương, càng cần phải giữ lý trí sáng suốt, lắng nghe từ nhiều phía, nhìn từ mọi phương diện, không nên chỉ nghe theo lời nói phiến diện của một ai mà kết luận. Có như thế mới đưa ra phán đoán đúng đắn được. Quốc vương sau khi nghe câu trả lời của cô gái nông thôn thì cao hứng, liên tục khen hay, định tuyên bố chọn cô làm hoàng hậu. Tuy nhiên vì xuất thân bần hàn nên hoàng thái hậu tỏ ý khinh thường, muốn gây khó dễ cho cô gái nên đã đưa ra 3 điều kiện. Bà yêu cầu cô gái phải tìm được một đóa hoa đẹp nhất thiên hạ, một loài chim quý nhất thiên hạ và một quả trứng gà có xương mang đến hoàng cung, nếu không sẽ hủy bỏ hôn ước. Trước lời đề nghị tưởng chừng rất vô lý, cô nương nông gia vẫn không một chút hoang mang mà gật đầu đồng ý. 3 ngày sau, cả quốc vương cùng hoàng thái hậu, đại thần, tài chủ, các thiên kim tiểu thư đều có mặt để xem cô gái nông thôn hoàn thành 3 điều kiện này như thế nào. Mọi người đều rất kinh ngạc khi thấy cô nương nông gia mang tới hoàng cung một đóa bông, một con chim én và một quả trứng gà sắp nở. Cô nương nông gia nói:
Người ta nói mẫu đơn là vua của loài hoa, nhưng mẫu đơn tuy đẹp lại không sánh bằng đóa bông. Bông có thể dệt thành vải, nhuộm màu thành các hình dạng khác nhau, muôn màu muôn vẻ. Vậy nên bông là đẹp nhất. Người ta nói phượng hoàng là vua của loài chim, nhưng phượng hoàng tuy quý lại không bằng chim én, có thể bắt sâu gây hại, bảo vệ mùa màng, giúp ích cho vạn dân, cho nên chim én là quý nhất. Con gà con trong quả trứng gà sắp nở dĩ nhiên đã có xương, đó chính là quả trứng gà có xương. Sau khi nghe cô nương nông gia giải thích, quốc vương càng thêm yêu thích cô gái này, ngay trước mặt mọi người mà tuyên bố: vì cô nương này là hoàng hậu mà ta mong ước nhất. Người xưa có câu cưới vợ trọng hiền đức, kinh điển Đạo Gia cũng có giảng, dáng vẻ đoan trang giản dị mới có thể hiển lộ giá trị của tính khí. Cách ăn mặc nếu quá xa hoa thì lộ ra vẻ dung tục. Câu nói này chủ ý đề cao chuẩn mực đạo đức của người phụ nữ, khích lệ sự cần kiệm, chăm lo việc nhà, chú trọng việc tu dưỡng nội tâm, bồi dưỡng trí tuệ của bản thân, thận trọng trong lời nói, cẩn trọng trong hành vi khi đối đãi với mọi người trên kẻ dưới. Không nên hoang phí quá nhiều thời gian và tiền bạc cho trang sức và quần áo, như vậy mới có thể trở thành người phụ nữ thực sự hiền đức. Tuy nhiên, thời đại ngày nay đã khác xưa. Nếu đem tiêu chuẩn hiền đức của phụ nữ xưa như tam tòng tứ đức, tương phu giáo tử để áp dụng, e rằng sẽ phải thở dài cảm thán.